cái đoạn qua đây luôn, kéo đoạn qua đây luôn. Rồi bữa nay đi cho dịch vụ mai táng trà hàng Hồng Gân ngay các bạn. Vô bên trong xem anh em mình dọn dẹp nha. Nhà bữa nay cũng hơi chật. Hơi chật quá à, mình đi ra đó chứ. Người mất hôm nay 64 tuổi nha các bạn. Đưa cũng khá là xa. Lấy cái ra để cho chị dọn đồ cho anh em làm. Mình phải đi vô. Quá chặt. Tới giờ ga nha cả nhà. Bữa nay về cá bằng lớn của quỷ gò quao của em. Dạ anh chạy phải không? Ừ, bữa nay được idol chạy giùm em. Chạy xong kêu về. Địa hình bữa nay khá là chặt. Trong đang mới phá hoàng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có đi luôn rồi đi nè, có người giữ rồi. Rồi chúng nữa đi xuống cái ghe chở quan tài luôn anh em ơi. Hiện tại là đang có mặt ở chùa Thủy Liễu của huyện Gò Quao. Dạ uống khát nước quá trời luôn. Ở đây là dê ở nhiều lắm nha cả nhà. Đi phà vô trong kia 7-8 cây gì nữa. Tủ trăm. Ở đây mấy con dê quạ với dê chuột ở nhiều lắm. Mấy anh đâu tan rồi đó. Càng tay ơi xuống dở luôn, càng tay ơi nó càng xuống dở nữa nè, nó càng xuống dở nữa nè. Xuống rồi chú ơi. Bỏ cái đồ qua anh đây luôn, kéo đồ qua anh đây luôn. Anh sao chưa ra kìa. Đem lại ngay giữa đi. Đem lại ngay giữa đi. Đem cái hàng lại ngay chính giữa. Đem vô giữa đi. Ừ. Đi ngay đi con. Ừ. Rồi dỡ ra lấy cái đòn ra. Được mà, ngông ra lấy cái đòn để xuống dưới. Càng tay lên đây luôn nè. Ủa nếu gì sao hỏi được ta, nếu gia đình xuống gì không ai nữa. Hơi chặt nha cả nhà, chạy ngồi trên bè đi mấy em. Được.
Tao thôi đó rồi. Thôi đó rồi, thôi rồi. Rồi đâu, đủ chưa? À anh em nào thì chạy xe mình vô trỏng chút xíu nữa mình cho. Lưng nào? Lưng ơi. Lưng ngồi trong cái đâu Lưng ơi, lên đây nè Lưng. Dạ bây giờ chúng ta chuẩn bị gầy bến nha. Gác nó lên. Gác nè. Tần Chi ơi, bài chuột rồi Tần Chi ơi. Bài đó thở cơm ba không được luôn. Bỏ cơm ba đi anh hỏi anh vô cho. Thôi cơm ba đi, cơm ba đi. Anh hỏi về đó cơm ba được. Rồi lên đây, bảo đây. Đi giai bằng này cũng được. Mày có đồ mày về đường nào đó không? Đúng rồi, xác xác đường xuồng rồi.
đầy đủ mấy mày đồ để không có mấy mày chạy ra đường xuống. Dạ đúng rồi. Mỗi lần mình đưa mấy cái đường xong này thấy nó cực ha. Chuẩn bị lên quan tài nha cả nhà. Ơi. Đây chưa có lộ nha. Đường đây là đất, đường đất, đường mòn. À, dính dính nữa kìa, lên nổi một con nè. Bên ta. Rồi vô đầu hai thằng, vô đầu hai thằng đi. Vô hết thôi. Trời ơi. Gì vô? Vô đầu hai ba người á. Giữ nhà bạc này chút đem luôn rồi bỏ vô phải luôn. Vô nó đi đất nè. Vô coi. Đi lên được cái nè. Đi lên trên này đi. Trên này nè. Cái này không có chỗ đứng. Đất rừng u minh nha các bạn. Rồi vô vô. Hỏi đi quậy ơi. Thank you.
rồi xong xuôi nhiệm vụ. Trong một cuộc tình. Dạ. Mới cuốn nha. Dạ dạ. Xe mình á. Đấy rồi. Ra đường này nó dễ đi hơn nhưng mà nó hơi cua quẹo chút. Nó gần hơn nhưng mà nó hơi cua quẹo. Dạ. Bạn đi rửa trái bằng về bên phải không? Bỏ hàng ở ngoài giữ đồ ngoài không? Cắt á. Ủa, để cái đồ ngoài không? Hiền. Hiền kìa.